Cô thân chào các bạn nam tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về vận hàng của các bạn trong cái năm Giáp Thìn, có những điểm ưu điểm và những cái gì nó khó khăn cho mình ở trong năm. Thì nói đến cái tuổi của các bạn thì phải nói là các bạn được sinh ra trong sự háo hức, trong cái sự mong chờ của cha mẹ. Tại vì năm đó người ta quan niệm đây là sinh con được cái con rồng vàng, cho nên nhiều người muốn con mình được cái sinh vào năm đó. Và dĩ nhiên cha mẹ các bạn rất là yêu mến, rất là thương lo, chăm lo cho các bạn rất là nhiều. Cho nên từ đó các bạn đôi lúc gọi là mình để làm, mình giống là cái con cưng, con cầu, con khẩn. Cho nên có một cái chút gì đó nó đổng đảnh, tính tình của mình nó trái tính đấy, trái nết một chút. Mình ưa anh mẹ nha, mình ưa than phiền. Cái tuổi vào đời của các bạn thì nó lại không được như những cái gì mà mình cha mẹ mong chờ, mà mình có cái sự cực nhọc, làm việc thì nó không được thuận ý cho mình lắm. Mình mong cầu, mình sở cầu một cái điều gì đó thì nó lại không được. Cho nên đôi lúc mình cảm thấy bất mãn với cái tuổi của mình. Như các bạn yên chí đi, với cái tuổi của bạn ngoài trung vận thì nó sẽ được thuận lợi hơn. Tại vì khi mà bước sang trung vận thì chiếu theo cái mệnh của các bạn đó, là mệnh kim, mà tuổi mình là cái tuổi thìn, tức là thổ dưỡng kim. Cho nên khi qua cái cuộc đời mình đi vào trung vận thì nó có những cái diễn biến nó tốt hơn. Tuổi các bạn là đa phần là được nhiều người giúp đỡ. Cái con rồng mà thì nó được rất là uy nghi, rất là ưu ái, nhiều người thương yêu, nhiều người chăm lo chăm sóc. Cái số mình cũng là cái số tốt nha các bạn. Nhưng mà mình là cái mệnh kim, cho nên cái tính tình của mình nó cứng cỏi một chút. Mình có một cái gì nó hơi khó gần gũi với người. Lúc nào mình cũng có cái sự tỏa sáng nè. Nhưng mà mình lại có một cái hay nữa đó, là cái tuổi này các bạn có một cái giác quan thứ 6 rất là tốt. Các bạn có thể giống như là người mình có cái sự thiên bẩm, mình có thể đoán được những cái việc thì nó sắp đến. Mình có một cái tính linh hơn người ta, rất là hay. Thôi bây giờ mình nói qua về cái năm mới nha các bạn. Đó là cái năm Giáp Thìn. Nó có cái thiên can là Giáp, địa chi là Thìn, và bản hình ngũ mệnh nó là mệnh quả. Mình là người canh mà gặp cái thiên can Giáp là nó khắc kỵ đó các bạn. Trong cái năm này các bạn có những cái vận hành nó không được tốt đẹp, nó xung khắc với mình. Năm nay tiền bạc của mình nó cũng không được như ý. Mình mong cầu 10 thì nó được 5-6 thôi, nó không được nhiều. Tại vì năm nay nó không thuận về tài lộc cho mình. Tiếp một cái xấu trong năm nữa cho đó là cái bạn tuổi Thìn mà gặp năm Thìn thì nó xung tuổi. Thì xung tuổi nó đem lại những cái khó khăn trong cái cuộc sống của mình, từ cái chuyện đối nhân xử thế, cái chuyện ngoại giao, cái chuyện thương thảo đối với mọi người bên ngoài. Mình dễ bị người ta xét nét, người ta gây khó khăn cho mình. Tại vì đây là cái năm xung tuổi, và từ cái năm xung tuổi này mình biết là năm nay mình lại phạm thái tuế, xung thái tuế nha các bạn. Báo hiệu là một năm không có nhiều may mắn cho các bạn đâu. Mình lại người còn khi mà chúng ta xét về cái bản mệnh mình, mình là người mệnh kim mà gặp cái năm quả, kim quả năm nó khắc kỵ nữa. Cho nên năm nay nói về cái thiên thời địa lộc và bản mệnh của mình nó quá nhiều cái xấu. Giống như đây là một cái năm mà nó thử thách của mình về tất cả mọi mặt. Mình phải giống như một cái con cá mà vượt ngũ môn. Nếu mà mình qua được nổi thì mình là cá quá rồng.
là mình là con rồng rồi, mình cố gắng mình vươn lên để mình được tỏa sáng. Chứ năm nay có nhiều cái khắc kỵ đến cho bạn, không được tốt đẹp cho mình đâu. Còn tiếp sang về cái sao hạn của tuổi này nữa, thì nam gặp một cái sao quá là xấu, đó là con sao Kế Đô. Con sao Kế Đô nó sẽ gây cho các bạn những cái chuyện xấu ở vào trong cái tháng 3. Nó đem lại những cái điều thị phi, những cái điều kém may mắn trừ ở trong cái công việc làm ăn, trong cái sức khỏe của mình, nghĩa là tất tần tật mọi mặt của mình nó đều không tốt. Như vậy là mình phải cẩn trọng đủ thứ. Tại vì mình gặp một cái con sao xấu nha. Bệ quá dạy con sao xấu không phải là chúng ta đến chùa, chúng ta nhờ người cúng sao giải hạn, mà chúng ta phải thành tâm. Thành tâm ở đây có thể là mình thành tâm cúng, hoặc là từ giây phút này, từ giờ trở đi, mình cố gắng làm những cái điều thiện, làm những cái điều tốt lành để chuyển biến cái xấu của mình, nó dần dần nó chuyển ra tốt. Giống như cái sự quay tròn bây giờ đang xấu, chúng ta cố gắng chúng ta xoay sở làm sao để mà nó đem lại cái vận may cho mình bằng những cái việc mà tích đức hành thiện, bằng những cái suy nghĩ, bằng những cái hành động, bằng những cái lời nói của mình, thì nó vẫn hóa giải được những cái xấu ở được của mình ở trong năm. Bạn gặp cái hạn cũng tương đối xấu, đó là hạn địa dũng. Khi mà gặp cái hạn địa dũng thì các bạn cần chú ý thế này. Trong làm ăn, mình làm việc mình phải cẩn trọng, không thôi người ta kiện mình giữ lời ăn tiếng nói, cái hành động suy nghĩ của mình không thôi có thể dẫn đến cái sự kiện cáo ở trong năm, và những cái điều thị phi nó đem đến cho mình nó không tốt cho mình nha các bạn. Như vậy là năm nay á, bạn còn đang gặp cái tam tai năm ba, rồi mình lại mình phải xung thái tuế nữa. Chúng ta không kim lâu, không quan ốc. Như vậy là phải nói là xấu gần 80% đó các bạn. Thì chúng ta biết như vậy thì chúng ta phải về chừng cẩn thận nhất nha các bạn. Luôn luôn hướng tâm mình vào những cái điều tốt đẹp, hướng tâm những cái điều thiện thì nó giải vui giải tỏa. Chứ không phải là chúng ta thỉnh linh bồ để chúng ta xà mà xả xui gì cả. Không phải nhau đâu các bạn ơi. Đừng tin, không ai cứu mình bằng chính cái bản thân của mình. Nhưng mà cuối cùng các bạn có được một cái sự tốt đẹp là cái năm nay á, về cái chuyện tình cảm của bạn thì nó lại được thuận lợi. Có nhiều cái niềm vui, có nhiều hạnh phúc, cái tình cảm của mình nó được tốt đẹp. Thì chúc mừng cho các bạn. Chúng ta không tiền, chúng ta khó khăn, nhưng mà tình cảm của chúng ta được, cái tinh thần của chúng ta có một chút nào nó thoải mái thì nó vững hơn nha các bạn. Cuối cùng thì cô chúc cho các bạn một năm mới được nhiều sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Thân chào.